vừa lên đây thì mưa. Có làm nữa không nhỉ? Hello mọi người. Đây là cái cột ở trên đỉnh núi nhưng mà nó cao là 36 m. Hôm nay mấy anh em lên là tháo để nâng cấp lên anten 5G. Vừa lên được có mỗi một nửa thôi mọi người ạ. Bây giờ lên trên này cũng 10 m nữa. Đúng đúng đúng, khó chịu quá. Nghỉ một lúc đó mọi người ạ. Đây là cái trạm này thì nó ở trên một cái ngọn núi, từ dưới này xuống dưới đất đi khoảng độ tầm 100 m. Ở đây là thành phố Hòa Bình mọi người. Mạn bên này là mạn bên đường An Dương Vương, bên này An Dương Vương này, bên này là cái đường tránh mới của thành phố. Mình tiếp tục leo. Đây là cái RRU mọi người ạ. Đây có tổ chim ở đây này. Mà tổ này là không còn nữa. Đây là cái anten mọi người này. Một này, hai. Thủ trưởng Sơn vừa mới thò đầu lên này, vừa mới mang dây chảo lên. Ui, cái anten này dài đấy nhỉ. 2, 4, 6, 6 cái anten mọi người. Rất là gió. Rồi,
bậy cái này ra để mới tháo được cái nắp. Trên lên trên này thì cảm giác nó rất là chill mọi người. Sợ vai đái á. Cột thì cao. Cột này là 36 m. Là từ chân cột xuống, à, từ chân cột lên trên này. Nhưng mà từ dưới nhà công ấy, thì xuống dưới kia khoảng tầm 100 m đấy. Đường này nó dốc rất là dốc. Trời nó không mưa nữa bạn ạ. Nó mà mưa thì chắc cũng không làm được. Thank you.
cái anten ở trên kia thì nó dùng cái cao su, mình chỉ cần lột một lúc là được. Còn mấy cái cao su này nó dán. Nó dán vào cho nên mình lột cái lớp dán này nó cũng mất rất nhiều thời gian. Đang mải bận làm cho nên không nghe được máy anh em nhé, nhiều khi anh em thông cảm. Tự nhiên rơi phát là điện thoại từ trên này rơi xuống thì chắc là trên cột là mình sẽ không nghe được điện thoại. Bởi vì khi mà rút ra như này đây, bàn tay các kiểu này nọ kia này, cho nên mình không nghe, không tiện nghe điện thoại. Tí khi nào rảnh tay thì mình sẽ nghe thôi. Mình sẽ gọi lại. Bây giờ thì mình không làm bên cố định nữa cho nên là mình sẽ nghe sau, mà không cần vội lắm. Ở dưới chân mình đây là đường quốc lộ 6, nó kết nối là Hà Nội, Sơn La, đi qua địa phận của tỉnh Hòa Bình. Tí nó rơi mất cái nắm cốt tô vít. Đơn giản thôi anh ạ, không phải biết cách để có thể tháo rồi. Cái lớp băng dính với lại lớp cao su non này nó còn rất là dày.
làm mấy lần rồi mới quen được. Ê, cái gì nhỉ? Chưa cầm bù ly. Tí kéo bù ly lên sau cũng được. Ở trên này thì phải hai anh em ở trên này thì mới thao tác nó mới nhanh được. Còn nếu một người thì rất là khó để làm, để kéo cái anten này lên. Ơi, anh cầm lên rồi. Vừa hôm trước về quê mấy hôm rồi giao dập giấy đồ đạc của mình lại không thấy đâu. Nhiều kiểu gì. Vừa về có 3 hôm. 3 hôm về quê lên thì không thấy có đồ đạc gì nữa. Mở lết của anh xuống á. Ở trên này anh có mỗi một cái mỏ lết nhỏ này thôi. Đây nhá, ném cho công này nhá. Tránh hết đi. Cắm bằng, mình chỉ cần lột cái tấm cao su kia là được, nên là dễ hơn. Thằng này bóc lâu thật. Dễ hơn này. Cái này là anh em nó dán cái băng dính trước anh ạ. Anh em dán cái băng dính trước cho nên là mình lột ra nó dễ. Nó gọi là hai lớp nhưng mà. Chắc cần hỗ trợ gì? Chạm đầu bùi để cỏ cao chắc đến đầu người. Cỏ gì? Cao lắm. Anh lúc sáng anh chờ nó lên, anh phải dọn cho nó.
Em hiểu quản lý của buồn. Ngày mẹ anh em thành phố mới đào bác, anh em thành phố các phòng hỗ trợ. Em hiểu. Làm đổi đấy, xong lại cho cả đạt con với cả thằng đông vào hỗ trợ đấy. Xong lại nhắn lên nhóm mà không biết làm à? Chán nhở, không ấy mình phải dạy nó chứ, để lần sau nó còn đi hỗ trợ nó còn biết. Chắc thằng ấy, đông ấy thông thấy gọi cho anh bảo là chụp cái hộp cảnh báo mà nó không biết hộp cảnh báo thế nào. Với lại chắc test cảnh báo. Với cả em bây giờ điều trạng là chắc là bác nó không có hộp cảnh báo đâu. Cảnh báo khói ấy. Tí này vòng sang bên kia mà thả ấy nhở, thả anten thôi nhở. À ngay đây thả được anten này. À đâu, bên kia nhở. Thủ trưởng lên được hai anten một lần không? Đâu anh Sơn này anh kéo với anh Sơn. Thôi một mình sợ ông đéo kéo được. Hỗ trợ một đoạn. Câu ở gần, hôm trước anh ở gần kia quá mẹ kéo tay nó kẹp vào bên kia luôn. Khéo mà gãy cột nhá. Từ từ. Dạ. Thằng người á. Nhả cái ấy ra, nhả ra anh Sơn ơi. Nhả ra để quay cái đó. Anh cầm căng hai đầu đẩy lên kia, cầm một cái đầu đẩy lên kia. Phải tung ra. Kéo đây xem được không? Thế thảo nào. Khỏe đấy thủ trưởng. Từ rồi.
quên. Kéo một người khó nhỉ. Mệt lại nghỉ. À đây, tới anh bám ở đây. Sao lại chui vào đấy vậy? Rồi lên đây. Được đấy. Thế thế nào? Đấy mẹ, càng ngày càng. Anh chạy một phát xuống dưới chân núi là đến đấy. Rồi. Được đấy, thế thế nào? Làm hai phát như thế nữa là tới. Em bảo anh chạy xuống một phát chân núi là đến luôn à. Rồi. Sắp đến rồi. Anh khỏe, khỏe đấy. Lên đây, đâu này, lên hơi cố gắng kéo từ từ thôi anh Sơn ạ. Không chân được kiểu như lúc nãy đâu. Không này, không cá nó mắc vào người đấy. Lúc này lên từ từ thôi. Để anh bỏ cái... À được. Vâng, ở đấy thì anh buộc vào trong rồi sao? Phát đưa đi! Từ nhá, anh tháo rồi anh lấy cái dây này đã. Từ từ nhá. Không. Này em treo lên trên đấy đi. Có chỗ nào để móc luôn vào cái ống chất này của em này, ống này đấy. Ờ. Móc luôn vào trong đấy cho. Để nào tí nữa anh cũng phải đấu vào đấy mà. Có hạt tính của em rồi chị ơi. Bọc vào đây cho em ơi. Còn lên được nữa không? Lên để anh cho. Thì anh em mình phải đẩy thôi đúng không? Ờ, bây giờ bắt buộc phải đẩy nó lên nữa thôi. Lên nữa anh ơi. Kịch rồi à? Thêm tí nữa đi sếp ơi. Lên tí nữa đi. Kịch phát nữa chị em. Kịch rồi đúng không? Kịch rồi.